Hello mấy thím, hôm nay mình sẽ trình làng cho mấy thím một mẫu siêu phẩm để anh em đánh C1 mọi người ha. Tại vì hiện giờ mình không có nhận dựng cần, chỗ tiệm mình nó chật chội nên bụi bặm quá, cho nên là mình quay clip này để chủ yếu là giới thiệu bộ phôi cũng như là những cái sản phẩm mà thầy của mình tức là bay cần thủ dựng mọi người ha, để cho anh em sử dụng. Thì đây là bộ phôi Apache 3m3 Toray Carbon. Đấy. Thì tại vì là giá cả nó biến động rất lớn, phụ thuộc vô là thứ nhất là bộ khoen, tức là khoen thì chúng ta có thể có là khoen si gai, Fuji O-ring, Fuji Anconai, rồi tới Fuji xích hoặc là tọc rai, rồi RV xích nữa. Cho nên là về giá cả chi tiết thì mình sẽ in bên dưới video mọi người, mình in luôn trong video để cho anh em tiện tham khảo. Tại vì có một số anh em có thêm yêu cầu đặc biệt, ví dụ như là cái cây siêu phẩm này thì anh em yêu cầu thêm là ốp full giáp carbon, bộ cán ba khúc nè. Đó, anh em thấy từ từ ha, chúng ta sẽ từ từ quan sát cái siêu phẩm này. Đó, ốp full giáp nè. Thứ hai là có thể là anh em yêu cầu sơn, đây là màu màu sơn nha mọi người, đây là thầy bay của mình nó sơn luôn nè. Còn cái phôi zin của nó, tức là màu zin của nó là dạng vân Toray Carbon. Đó, anh em có thể thoải mái tùy thích yêu cầu màu sơn theo phong thủy hoặc là theo cái màu mà hợp với anh em. Nhiều anh em mạng hỏa rồi mạng kim tùm lum hết, hoặc là đơn giản là anh em thích màu trắng, màu màu xanh miner này nọ đó, cho nên là hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích mọi người. Đây, rồi tiếp theo là anh em có thể yêu cầu ốp thêm full carbon chân khoen cũng như là những cái mảng nhấn trang trí. Ví dụ đây là một cái mảng carbon đen đỏ, carbon thật mọi người nha. Những cái mảng ốp nè. Cho nên là giá cả nó dao động rất là lớn, mà mình để mình gọi là mình nhớ, thậm chí bản thân mình cũng không nhớ nữa. Cho nên là tốt nhất là mình sẽ ghi chi tiết theo từng dạng phôi khoen cũng như là yêu cầu đặc biệt thêm của anh em đó, để cho anh em dễ tham khảo. Cây này thầy bay của mình nó dựng cho người ta, cây này là xích bu 16 mọi người ha, ốp full carbon 3K đen đỏ. Cái mẫu này là mẫu vân 3K mọi người nha, vân carbon thật 3K. Nó có thể là có thêm mẫu vân 3K dạng đen bình thường cũng ngầu lắm mọi người. Đây đây ây da, nói chung là bay cần thủ nó là sư phụ dạy nghề dựng cần cho mình, thì anh em phải biết tay nghề của nó rất là khéo léo, dựng đẹp lắm, dựng đẹp tuyệt vời luôn. Về số điện thoại cũng như là địa chỉ của thầy bay mình thì mình cũng in luôn trong video để cho anh em tiện liên hệ mọi người ha. Liên hệ rồi có gì anh em yêu cầu đặc biệt gì đó thì anh em cứ gọi hoặc là nhắn tin qua Zalo hoặc là Facebook của bay cần thủ. Hồi xưa mình qua thầy bay mình học nghề á, nó cực kỳ khó tính luôn, phải nói là mình nhìn nó làm một cây cần đó mọi người, nhìn thấy mê mẩn. Tức là hồi đó mình vẫn còn gọi là mấy mê cần dựng thôi, chứ gọi là chưa có ý định học nghề đâu. Nhưng mà mình ngồi mình xem nó làm á, nó tỉ mẩn từng chi tiết một, từng hột bụi nè đó, về yêu cầu rất là khắt khe về điều kiện phòng ốc nè, bụi bặm rồi nhiệt độ lên keo nè, rồi nó ngồi nó chăm chút tỉ mẩn từng cọng chỉ ấy, rồi tiếp tục là tới xay bột này nọ nè. Cho nên là nó lên cây cần lúc nào nhìn nó cũng long lanh, nó đẹp đó. Cho chính vì vậy mà mình gọi là coi như là thầy bay mình nó truyền cho mình cái cảm hứng học dựng cần đó mọi người. Chứ hồi xưa mình gọi là mình qua tiệm bay mình chơi với nó thôi, cũng không hề có ý định học dựng cần đâu, tại vì là cái tiệm của mình nó chật chội quá. Đấy. Nhìn nó làm mình mê mẩn quá, ra một cái tác phẩm phải nói là đúng ưng ý luôn, chưa bao giờ mình thấy những cây cần nó đẹp như vậy. Thế là cái đam mê ở đâu đó nó trỗi dậy. Kết quả là giờ suốt ngày mình ngồi ở nhà mình làm cần câu cho anh em không. Tại vì thứ nhất là điều kiện phòng ốc ở bên tiệm mình nó hơi chật chội với bụi, mà để làm một cây cần dựng này á là mình phải ngồi mình canh rất là mệt. Thứ hai á là hiện giờ là nhu cầu sửa cần nè, đó rồi gia công trang trí cần này nọ của anh em quá nhiều. Thật sự là mình làm một cây á, mình lúc nào mình cũng hẹn anh em khoảng tầm 2 tuần hoặc là nửa tháng, bèo lắm cũng 10 ngày. Cho nên là thật sự là dựng nguyên cây này mình không còn thời gian nữa mọi người, không có thời gian luôn. Đấy, cho nên là anh em có nhu cầu dựng cần C1
thì anh em liên hệ thầy bay của mình ha. Đó, anh này thấy không, đẹp cực kỳ. À quên, nãy giờ lo lan man chém gió gì, ngày xưa đi học nghề quên giới thiệu cụ thể cho anh em cái phôi này. Phôi Apache là một dạng phôi cắm trong nha anh em. Đây là chứ phải cắm Tigo nha. Đây là phần ngọn nè, ngọn rơi vào khoảng 4 ly, rất là cứng mọi người nha, tải mồi lên tới 1,5 kg mà, để đánh giải chuyên nghiệp mà. Đây là màu zin của phôi mọi người nhé. Đây lua mát 1,5 kg, tức là tải mồi mát là 1,5 kg. Cái này thì cái phôi này thì nó không có chém gió một chút xíu nào hết, anh em có thể nâng lên tải 2 kg cũng được nữa, nó cứng như que củi á. Chiều dài là 3,3 m, mát ráp là 25 kg để cho anh em bắt bò. Sẽ có những cây cần hãng mà nó ghi cái thông số tải mồi nó hơi khống lên, nhưng đây không phải cần hãng mọi người nha, đây là phôi để làm cần dựng, nó chẳng có khống lên chút xíu nào hết á. Thậm chí có thể lên tới mức 2 kg luôn, nó ghi 1,5 kg có khi là khiêm tốn của mọi người, chứ nó cứng như cái khúc củi luôn. Ok anh em ha, thì mình sẽ để số điện thoại của bay cần thủ cũng như là địa chỉ liên hệ chi tiết của nó bên dưới để cho anh em liên hệ. Tại vì là thầy bay của mình nhiều khi nó bận việc á, cho nên là anh em mà có nhắn tin mà nó chậm trễ trả lời á thì anh em cũng thông cảm cho nó. Rồi bây giờ mình quay ra một vòng cái siêu phẩm này cho anh em xem. Anh em nhớ nha, cần custom rod thì chúng ta có thể yêu cầu bất kỳ cái màu sơn theo phong thủy gì này nọ. Rồi anh em không thích ốp carbon, cái này là dạng carbon ngầu nè, anh em không thích nó ngầu quá như thế này thì anh em có thể yêu cầu dựng bình thường thôi, thì giá thành nó sẽ hạ xuống đáng kể mọi người ha. Còn ốp carbon thì phải thêm một phần chi phí nào đó. Anh em có thể lựa chọn carbon màu, hai màu như thế này. Thì nếu mà anh em không thích màu vân này, cái này là hoàn toàn là khách yêu mình yêu cầu nè, lên cũng rất là long lanh. Tuy nhiên là tùy sở thích, thì nếu mà anh em để cái màu phôi zin nè, anh em có thể ốp cái vân này lên, nhìn phải nói là cực kỳ ngầu luôn, với chất luôn. Đây. Rồi ok mọi người nha, nhiều khi anh em mà liên hệ tới số điện thoại của bay cần thủ mà nó chậm chạy trả lời á, thì tại vì là nó đang lo nó ngồi nó làm cần đó mọi người, thì chắc là tối này nọ thì nó mới rảnh, cho nên là nhiều khi nó chậm chạy trả lời anh em nó, thì có gì anh em thông cảm cho nó nha. Rồi cảm ơn mọi người nhiều nha.